Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh âm nhạc của trường âm nhạc Adam Music. Mình là Bảo Anh. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chủ đề liên quan đến thanh nhạc nữa mà có một bạn đã gợi ý bằng cách comment ở bên dưới video clip lần trước mình làm. Đó là làm thế nào để có thể áp dụng head voice vào trong các thể loại âm nhạc khác nhau. Và trong video clip này hôm nay mình sẽ đi rõ cụ thể các cái dòng nhạc tiêu biểu mà các bạn thường hay được biết tới nhé. Head voice hay giọng gió không còn là một khái niệm quá xa lạ đối với các bạn trẻ yêu ca hát hiện nay. Việc sử dụng head voice sẽ tùy vào thể loại âm nhạc khác nhau để sử dụng cho phù hợp với thể loại âm nhạc đó, cũng như để ra được cái chất của thể loại âm nhạc đó. Và trong video clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số các cái dòng nhạc tiêu biểu từ cổ điển tới hiện đại để các bạn có thể hình dung được việc áp dụng head voice như thế nào một cách cụ thể hơn nhé. Đối với dòng nhạc cổ điển thì tiêu biểu sẽ là thể loại hát opera để các bạn có thể hình dung. Thì mình tạm thời trong clip này mình sẽ gọi opera là dòng nhạc cổ điển nha. Opera và dòng nhạc cổ điển là một. Thì trong opera thì việc sử dụng head voice là một điều kiện tiên quyết để người ca sĩ có thể hát ra được cái chất của opera. Thứ nhất là việc sử dụng head voice sẽ giúp cho người ca sĩ hát opera có thể dễ giữ được giọng của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đây là một trong những cái điều kiện nằm trong các cái bộ kỹ thuật khi áp dụng hát thể loại cổ điển. Nhưng không có nghĩa là trong opera chúng ta sẽ hát head voice hoàn toàn mà không sử dụng chest voice. Bởi vì chest voice trong opera có thể giúp cho người ca sĩ phát triển được giọng hát của mình trở nên dày và nỗ lực hơn. Đồng thời việc phát triển chest voice sẽ giúp cho việc kết nối giữa chest voice và head voice và hát head voice được dễ dàng hơn đối với người ca sĩ. Head voice ở trong opera sẽ được tạo bằng cách là âm thanh phát ra sẽ tận dụng phần khoảng vang ở cái phần khoang miệng, phần khu xoang ở trước mặt cũng như là phần đỉnh đầu để có thể tạo head voice một cách tốt nhất, hay còn gọi là đạt được trạng thái full cộng hưởng. Có một thuật ngữ liên quan tới cái trạng thái này gọi là squillo. Các bạn có thể lên search cái thuật ngữ này để có thể có thêm nhiều kiến thức hơn xoay quanh cái thuật ngữ này nhé. Thì việc đạt trạng thái squillo hay còn gọi là trạng thái full cộng hưởng sẽ giúp cho người ca sĩ hát opera có thể hát nổi được cái giọng hát của mình trên cái dàn nhạc, cũng như là cái âm thanh khi hát sẽ đạt đến cái tai của người nghe mà ngồi xa nhất ở cái phòng khán đài có sức chứa tới hàng nghìn người. Mình sẽ hát ví dụ một câu hát ở trong ca khúc Ave Maria, một ca khúc cổ điển khá là nổi tiếng để các bạn có thể hình dung được cách mình áp dụng khi mình hát head voice ở trong opera như thế nào nhé. Ave Maria. Mình không chuyên về cổ điển nên chắc chắn sẽ không hát ra được 100% ca khúc này. Nhưng phần nào các bạn đã hình dung được việc hát head voice trong opera là như thế nào rồi nhé. Đi qua cổ điển rồi thì chúng ta sẽ đi đến phần các cái thể loại âm nhạc hiện đại hay trong các cái dòng nhạc nhẹ. Thì ví dụ như là trong dòng nhạc R&B thì dễ hình dung nhất là người ca sĩ sẽ thường xuyên hát head voice để feel câu hát hoặc để chạy nốt các cái câu hát bằng việc áp dụng các kỹ thuật như run and rip hoặc là các cái kỹ thuật vibrato. Đó là chúng ta hay thường thấy nhất. Mình sẽ feel ví dụ một câu hát với phong cách R&B để các bạn có thể dễ hình dung hơn nhé. Mình vừa áp dụng head voice để có thể chạy nốt theo phong cách R&B. Trong dòng nhạc R&B thì đa số sẽ sử dụng head voice vào câu hát feel ngẫu hứng hơn là bằng cách sử dụng xây dựng các cái cấu trúc câu hát ở trong opera. Bởi vì trong dòng nhạc opera hay là dòng nhạc cổ điển nói chung, khi mà người ca sĩ muốn feel hoặc là muốn hát hay là bất kỳ một cái kỹ thuật hoa mỹ nào thì cũng đều phải tuân thủ theo các cái khuôn nhạc xít nhạc. Tuy vậy ở trong dòng nhạc R&B thì việc sử dụng head voice để hát ra được chất của thể loại này là một yêu cầu bắt buộc. Vì tính chất thường xuyên chạy nốt ở trong dòng nhạc R&B mà người ca sĩ phải phát triển head voice để có thể dễ dàng chuyển giọng của mình từ chest voice qua head voice để dễ dàng feel hơn. Đối với dòng nhạc jazz thì việc sử dụng head voice sẽ khó nhận biết hơn, bởi vì head voice trong dòng nhạc jazz sẽ kết hợp cùng với chest voice để tạo ra những câu hát line mix. Line mix là một thuật ngữ để chỉ các câu hát nó mỏng nhẹ và mình không thể phân biệt được đâu là chest voice, đâu là head voice, bởi vì nó trộn
cái tỷ lệ trộn giữa head voice và chest voice nó rất là mỏng. Mình nghe giống như là giọng gió nhưng thực sự không phải là giọng gió. Nó rất là khó bởi vì ngay cả bản thân mình khi mà mình nghe ở trong dòng nhạc cha á, mình nghe head voice để mà nhận biết ra được nó cũng rất là khó nữa. Và bây giờ mình sẽ hát thử một đoạn trong ca khúc Somewhere Over the Rainbow để các bạn có thể xem thử là đâu là head voice, đâu là chest voice nhé. Somewhere over the rainbow, skies are blue and the light and a whole up one really do come to. Vừa rồi là mình đã ví dụ xong câu hát ở trong ca khúc Somewhere Over the Rainbow. Các bạn có phân biệt được đâu là head voice, đâu là chest voice mà mình vừa hát ở trong cái đoạn hát vừa rồi không? Nếu các bạn có thể phân biệt được thì các bạn có thể comment ở bên dưới để chúng ta có thể cùng kiểm chứng nhé. Các ca sĩ khi hát dòng nhạc pop thì thường sử dụng head voice để có thể hát lên những cái nốt cao mà người ca sĩ đó không hát được những cái nốt cao, tức là hoặc là những cái nốt cao không nằm trong cái quãng thuận lợi của người ca sĩ đó, để dễ dàng hát hơn và tạo được cái hiệu ứng tối đa cho cái giọng hát của mình. Bây giờ mình sẽ hát ví dụ một câu hát trong ca khúc Chỉ Vì Quá Yêu của nhạc sĩ Trường Lê để các bạn có thể hình dung được là head voice sử dụng trong nhạc pop để mà khi mà để hát những cái câu, những cái nốt cao thì sẽ như thế nào nhé. Chỉ vì là tôi yêu quá thế thôi, chẳng có chút thi vị gì với một ai khác. Dẫu đã cố gắng xem như mình chưa từng quen nhau. Đó là mình đang sử dụng head voice khi lên những cái nốt cao. Trong trường hợp là lúc này là mình không hát được, hoặc là cơ thể của mình không đủ điều kiện để có thể hát mix voice mà phải lên hẳn head voice, hoặc là trong trường hợp là cái giọng hát của mình khi mà hát lên những nốt cao không được đẹp thì mình sẽ dùng head voice. Thì đây là cách sử dụng head voice phổ biến nhất ở trong dòng nhạc pop. Vừa rồi là mình đã chia sẻ chủ đề head voice ứng dụng trong các dòng nhạc. Hy vọng là video clip này có thể mang lại những kiến thức bổ ích cho các bạn. Nếu các bạn muốn xem thêm nhiều video clip khác trên kênh YouTube của Trường Âm Nhạc Đa Music, các bạn có thể bấm đăng ký theo dõi, rồi sau đó bấm chuông đăng ký để nhận được những thông báo về những video clip mới nhất nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video clip này của mình. Mình là Bảo Anh đến từ Trường Âm Nhạc Ada Music. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.